Hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây dừa mã lai hai màu nha bà con. Dừa mã lai hai màu chúng ta trồng trong vòng từ 18 đến 24 tháng là cho lưỡi mèo. Trái rất là lùng nha bà con. Buồng dừa có thể lên tới là từ 15 đến 30 trái trên một buồng nha bà con. Trái rất là sai, cây rất là lùng. Nước uống rất là ngọt nên được người tiêu dùng ưa chuộng về cái dòng dừa mã lai này rất là nhiều. Nên được những cái thương lái nè thu rơm cũng rất là nhiều về cây dừa mã lai này. Dừa mã lai bên Ly xuất đi đều là để dừa trần giống vậy nha bà con, cho quý bà con chúng ta dễ kiểm tra được cái chất lượng nó có tròn hay là không tròn nha bà con, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có thể dễ kiểm tra giống hơn. Cây bên Ly thì đều lựa cho chủ đầu tư là để như vậy, rồi quay những cái video lại cho chủ đầu tư xem hàng lại qua cái Zalo. Nguyên cái lô dừa này thì bên Ly đang xuất đi là cái mọng dừa lên là từ 3 tấc tới 6 tấc nha, tùy theo cái cô chú anh chị nào có cái nhu cầu cao hay là nhu cầu thấp thì bên Ly sẽ đáp ứng theo cái nhu cầu đó nha. Giống như cái cây này thì chỉ là từ cái mọng dừa lên thành từ 4 tấc nè. Trái thật sự rất là đẹp nha bà con, trái rất là tròn như vậy nè ha. Cây dừa thì chưa ra rễ nhiều nha, mới nứt năm thôi chưa ra rễ nhiều. Cây như giờ chúng ta trồng mới nhanh phát triển hơn là những cái dừa mà ra rễ nhiều nha bà con nè ha, nứt năm nè. Khi mà chúng ta chọn những cái dừa mà chưa ra rễ như vậy, khi mà chúng ta đặt xuống trồng thì bạn này sẽ gặp đất thì sẽ bắt luôn nha. Còn những cái khi mà cái dừa mà ra rễ rồi thì chúng ta phải cắt bỏ cái rễ đó, tại vì cái rễ đó nó sẽ bị chai rồi, khi mà chúng ta không cắt thì nó chẳng phát triển như lắm nha bà con. Thường thì bên Ly cũng luôn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về những loại cây trồng kinh tế nè, cây trồng năng suất cao và kinh tế cao, và đặc biệt là những cái cây giống mà đang được chủ đầu tư quan tâm để trồng cũng rất là nhiều và đang được xuất khẩu ra ổn định, thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta cùng cập nhật và tham khảo thêm, và đồng thời cũng kèm theo những cái kỹ thuật trồng trọt cho quý bà con nha. Và có những cái ưu đãi khi đến tận vườn để trồng cây trực tiếp cho quý bà con nữa nha. Cô chú anh chị nào có gì thắc mắc không hiểu thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và giải đáp thắc mắc cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và tốt hơn. Này là lô dừa mã lai nè, thì hiện tại thì bên Ly cũng chuẩn bị xuất cái lô hàng dừa mã lai này đi, thì Ly cũng muốn chia sẻ lại cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo về cây dừa mã lai này nhiều hơn nha bà con. Dừa mã lai thật sự là trồng kinh tế rất là cao nên Ly thường nha, thường chia sẻ về cây dừa mã lai là nhiều. Cho cô chú anh chị nào mà thích trồng dừa thì chúng ta có thể biết thêm về cây dừa mã lai nha. Những cái khóm khóm như vậy thì bên Ly chuẩn bị xuất hàng đi nè, lựa cho khách rồi nè. Các bà con, lô này thì về 100 trái dừa mã lai nè, sò thái 30 cây nè, ở Tân Trụ, Long An ha bà con. Trước khi hàng đi thì Ly cũng muốn chia sẻ lại với bà con chúng ta cùng tham khảo nha. Dừa mã lai thì đặc biệt là có hai màu ha. Cái tàu này nó pha xanh xanh nè, bà con nhìn thấy rõ không? Pha xanh xanh với màu đỏ đỏ ha. Khi mà cái trái này thành phẩm nè, cái đuôi này nha bà con, những cái đuôi cho cái chót như vậy nè, là nó sẽ phớt ngang màu xanh. Và có hai cái mô nang ha. Cái dừa mã lai thì nó sẽ ra được hai cái mô nang, và cái dưới chót này nó sẽ phớt thêm màu xanh. Thì bên Ly thường gọi là dừa hai màu nha bà con. Dừa thì kinh tế rất là cao nha bà con. Trong vòng từ 1 tháng là chúng ta có thể đốn một buồng hoặc hai buồng trên một cây rồi nha bà con. Nếu như chúng ta đốn hai buồng thì một buồng sẽ hơi nạo muỗng, còn một buồng thì mới chán cháo. Ly thì cũng thường đi theo những anh lái thu mua thì Ly cũng sẽ biết được là một cây, một tháng đốn hai buồng trên một cây. Dừa mã lai thì đang được những anh lái thu rơm rất là nhiều, tại vì người tiêu dùng ưa chuộng về cái dòng dừa mã lai này nhiều lắm nha. Nước uống rất là ngọt ha. Hết không? Đây là lô dừa mã lai nè, còn trong đây nữa nè ha. Còn đây là chị Yến cũng đang đóng hàng, và anh chủ đầu tư này thì cũng chọn trồng cái dừa mã lai này. Này là mấy cây? 2 4 6 7 7 cây ha. Anh cũng đầu tư về cây dừa mã lai, còn trồng xen canh với cái ổi nè, ổi nữ hoàng, ổi nữ hoàng và ổi ruby. Còn đây là cũng là dừa mã lai nữa nha bà con. Còn trong đây cũng là lô dừa mã lai nè. Lô dừa mã lai này từ cái mọng dừa lên là từ 4 tấc tới 6 tấc nha bà con. Trái thì bên Ly toàn là để dừa trần như vậy không ha. Đây, khi mà xuất hàng đi thì Ly cũng sẽ ghi hình lại cho chủ đầu tư xem nha. Dừa mã lai nè.
dừa mã lai để dừa trần như vậy cho quý bà con chúng ta dễ kiểm tra hàng nha. Để dừa trần là chúng ta tránh được cái tình trạng mà mua chúng có dừa méo, dừa mó ha bà con, dừa nhỏ đâu nè. Ha. Rất là nhiều nè. Đây là chia sẻ về cây dừa mã lai nha. Đây. Cô chú anh chị nào đã từng yêu mến kênh Trung tâm Cây Giống thì cho Lê xin một nút đăng ký và ấn vào cái chuông để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên Trung tâm Cây Giống up lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.